Và trong hôm trước chúng ta đã làm xong cái phần 1 của assignment final ha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn tiếp một cái số cái khắc phục mà hôm trước, trong clip trước thầy yêu cầu các bạn làm. Ví dụ như là chúng ta sẽ tìm và xuất nhân viên theo mã. Vậy thì hôm trước mình chỉ làm trong trường hợp là tìm thấy và xuất ra thôi. Còn ví dụ như trường hợp mà không tìm thấy thì thế nào? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý bằng cách cơ bản là như thế này. Cũng có rất là nhiều cách xử lý, nhưng mà cách cơ bản là chúng ta sẽ cho một cái biến kiểm tra. Đó, chúng ta sẽ cho một cái biến kiểm tra là colon. Chúng ta có thể để là tìm thấy đi ha. Đó, tìm thấy chúng ta sẽ gán bằng false. Là chưa tìm thấy, ngay đầu vô là chưa tìm thấy, đúng không? Đó, thì bởi vì mình chưa chưa biết là có hay không mà mình cứ gán là không tìm thấy đi. Rồi trong trường hợp ở đây, nếu như mà mình có cái mã sinh viên đó, mã nhân viên đó mà bằng mã, thì chúng ta sẽ gán cái tìm thấy này bằng true. Đó là mình đã xác định là mình đã tìm thấy rồi, được chưa nào? Và sau khi kết thúc cái vòng lặp for này thì xuống đây mình kiểm tra, nếu như tìm thấy, nếu như không tìm thấy đó, nếu không tìm thấy thì làm gì? Thì xuất ra cho thầy một câu thông báo. Không tìm thấy nhân viên, mình sẽ đưa cái mã nhân viên vô đó, để cho người biết ta biết là mình không tìm thấy cái nhân viên đó. Còn nếu tìm thấy thì mình đã xuất cái nhân viên rồi, là không cần phải bàn nữa ha. Đó, rồi tương tự như vậy thì với tìm và xóa cũng vậy, chúng ta cũng đã xử lý ở đây đó. Nếu tìm bằng phone kiểm tra, nếu kiểm tra thì không tìm thấy đó ha. Mình sẽ thêm cái phần này. Rồi bây giờ đến phần cập nhật thông tin nè. Như vậy thì cập nhật thông tin ở đây chúng ta sẽ viết cho nó gọn lại ha. Hôm trước thầy sẽ hướng dẫn, đã hướng dẫn cho các bạn về cái vấn đề là mình dùng cái phương thức get class. Như vậy thì mình get class mình sẽ thấy được rất là nhiều thứ ở bên trong cái class của mình. Đó là một cách để chúng ta xử lý. Rồi một cách khác thì chúng ta sẽ dùng cái từ khóa là instance of, tức là cái nhân viên này, cái người này nè, có thuộc về nhân viên hay không, hay là thuộc về trưởng phòng, hay là thuộc về tiếp thị, tức là được tạo ra từ đâu, được tạo ra từ đâu. Thì trong cái đề assignment á thì có thêm một cái nữa gọi là nhân viên, mô tả nhân viên hành chính. À, thì trong cái assignment của thầy làm thì thầy lại không 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 lấy cái đó. Như vậy thì chúng ta có thể cập nhật lại ở cái chỗ này, tạo nhân viên đó, nhân viên chấm. Rồi như vậy chỗ này chúng ta sẽ chọn, nếu như một chức vụ là nhân viên hành chính thì nó hay hơn đó, thì nó đóng giống đề ha, hành chính nó giống đề. Còn nếu mà nhân viên không thì chúng ta lại là nghĩ khác. Một là các bạn sử dụng cái nhân viên là nhân viên hành chính luôn, hoặc là các bạn tạo thêm một cái class mới là nhân viên hành chính được kế thừa từ nhân viên, nhưng mà chúng ta không làm gì hết, tùy các bạn nha. Nếu mà cái việc tạo thêm class kế thừa mà không cần thiết thì chúng ta cũng không cần tạo thêm đó, không cần tạo thêm, dừng đây là đủ rồi. Nhân viên bằng new nhân viên, được chưa nào? Vậy thì chúng ta đã thực hiện được nhập. Còn nếu bạn nào cần thì nhắc lại, mình sẽ tạo tiếp một cái nhân viên hành chính. Ví dụ như ở đây thầy sẽ tạo new một cái class đi ha, đó, cho nó đúng chuẩn nhân viên hành chính, hành chính ha, hành chính ha, hành chính, hành là chính, Venice. Và cái nhân viên hành chính này sẽ được kế thừa từ nhân viên. Rồi, ở trong này
cái chỗ mà tạo nhân viên mới nè, tạo nhân viên mới các bạn sẽ cho thầy là new nhân viên hành chánh đó ha, tạo new nhân viên hành chánh nó cũng vậy thôi à, nhưng mà mình làm như vậy thì thôi kệ, chấp nhận là mình làm cho nó đúng chuẩn thì nó cũng không có quan trọng lắm. Rồi chức nhân viên rồi, sau khi mình xuất xong tìm xóa rồi, bây giờ chúng ta sẽ cập nhật nhé. À, cái này thầy viết để thầy kiểm tra lại cái từ khóa stand off để mình biết được là nó là cái gì. Nhân viên, nếu là nhân viên hành chánh thì mình chọn là lớp nhân viên hành chánh đó, mục đích là thầy đang đang kiểm tra lại khi mà chúng ta xuất ra thì nó có gì khác ha. Bây giờ mình dựa trên cái mà stand off này nè, mình bắt đầu mới mới trao đổi về vấn đề cập nhật. Vậy thì mình sẽ đặt ra vấn đề nè, đối với nhân viên thì có nhiều thông tin. Ví dụ đối với lại nhân viên bình thường, chúng ta có mã, tên và lương đó. Đối với lại nhân viên bình thường thì chúng ta sẽ cập nhật những cái thứ này đó. Đối với lại nhân viên bình thường thì chúng ta sẽ cập nhật những thứ này ha. Đó, đối với lại nhân viên thì chúng ta sẽ cập nhật từng đây thứ nhân viên hay là nhân viên hành chánh gì đó. Rồi, nhưng mà đối với lại trưởng phòng thì chúng ta sẽ còn cập nhật thêm cái gì nữa nè? Đối với trưởng phòng thì chúng ta sẽ còn cập nhật thêm lương trách nhiệm. Đối với trưởng phòng thì chúng ta sẽ cập nhật thêm trách nhiệm. À, đối với trưởng phòng thì chúng ta sẽ cập nhật thêm trách nhiệm. Và đối với lại tiếp thị, thì chúng ta sẽ cập nhật thêm cái gì nè? Cập nhật thêm doanh số và hơi hồng. Chúng ta sẽ cập nhật thêm doanh số và hơi hồng. Như vậy thì các bạn phải đưa thông tin ra đây. À, chúng ta mới dễ hình dung là chúng ta cần làm gì. Được chưa? Đó. Như vậy thì đối với trưởng phòng hoặc tiếp thị đều có ba thông tin này. Thực ra nếu là nhân viên hành chánh thì chúng ta có ba thông tin cần cập nhật. Rồi, nếu là trưởng phòng thì chúng ta cần thêm thông tin này. Nếu mà tiếp thị thì chúng ta cần thêm thông tin này. Như vậy giả sử tiếp thị là người mà có nhiều thông tin cần cập nhật nhất, là có 5 thông tin. Vậy thì khi chúng ta cập nhật có phải là cập nhật hết không? Hay là cập nhật một thông tin, hay là cập nhật số lượng thông tin tùy ý? Như vậy thì cập nhật hết là vô lý, bởi vì mã thông tin, họ tên đôi khi không cần cập nhật lại, chúng ta chỉ cần cập nhật lương thôi đó. Như vậy thì chúng ta chỉ chọn lương, nhưng đôi khi đối với lại mã thông nhân viên đó, tên nhân viên đó, chúng ta cần cập nhật lương và cập nhật doanh số cho người ta. Như vậy hai thông tin, nhưng đôi khi lại cập nhật lương, cập nhật doanh số và cập nhật cả hoa hồng, là ba thông tin. Vậy đôi khi là một thông tin, đôi khi là hai thông tin, đôi khi là ba thông tin, đôi khi là cập nhật hết ha. Như vậy thì chúng ta nên đưa ra cho người dùng một sự lựa chọn cực kỳ thông minh, tức là xuất ra hết, nhưng muốn cập nhật thông tin nào thì gõ thông tin mới vào, còn nếu không cập nhật thì enter là đồng ý bỏ qua nhé, nhớ nhé.
Cập nhật thì gõ thông tin mới, còn nếu không cập nhật thì Enter bỏ qua. Chú ý chỗ này giúp thầy nha. Như vậy làm sao để mình xử lý ở chỗ này? Làm sao để mình xử lý chỗ này? Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cập nhật từ những cái chung. Khi mà chúng ta cập nhật được chưa nào, thì trước tiên chúng ta sẽ hỏi người ta là cái thông tin cần cập nhật đó là gì. Mã nhân viên mà chúng ta cần cập nhật, mã nhân viên. Như vậy chúng ta hỏi là mã nhân viên cần cập nhật là gì. À, cái chỗ scan này các bạn. Thầy xem qua code của rất là nhiều bạn. Thì các bạn cái chỗ chữ SC này nè. Các bạn khai báo cái biến này, một là nhập, một là input, một là thu, một là cái gì đó. Nói chung là rất 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 là nhiều thứ. Tất nhiên là được. Tất nhiên là được. Tất nhiên là không có gì sai cả. Nhưng với cái biến scanner, một là chúng ta để SC, hai chúng ta để scanner giống y chang như cái class của nó nhưng mà viết thường thôi. Vậy thì khi mà mình viết, người khác dùng, người khác dễ nhận diện. Và cái chuyện này chúng ta không cần phải sáng tạo. Cứ thế mà làm, ai cũng làm thế. Thì chuyện khó trở thành dễ, chuyện dễ trở thành không cần nhớ. Nó sẽ hay hơn là chúng ta sáng tạo. Chúng ta sáng tạo ở những chỗ hay, những chỗ thuật toán, những chỗ mà làm cho cái bài toán của chúng ta nó chạy mạnh mẽ hơn, nó chạy mousse hơn thì ok chúng ta sáng tạo, còn những chỗ không cần sáng tạo thì cứ làm như cũ là tốt nhất ha, chứ không phải lúc nào sáng tạo cũng tốt đâu các bạn. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Vậy chúng ta sẽ hỏi thử là cái mã nhân viên cần cập nhật. Mã nhân viên cần cập nhật đó, mã nhân viên cần cập nhật là gì, chúng ta hỏi người ta thử coi. Rồi xuống ra chúng ta sẽ tạo một cái mã nhân viên bằng scan.netlay đó, chúng ta nhập mã nhân viên vào. Ok, và chúng ta sẽ for nhân viên nv 2 chấm write list nhân viên mà chưa. Đó, chúng ta for trong này. Nếu như cái nhân viên chấm get mã nhân viên chấm icon với mã nhân viên, nếu đúng là như vậy tìm thấy thì trước tiên chúng ta sẽ xử lý ở chỗ này nè, rồi chúng ta làm tiếp nha, chứ không phải chúng ta bỏ qua, nhưng mà chúng ta xử lý cái này trước nè. Thử trước đã, tìm thấy nhân viên đó rồi. Còn nếu mà trong trường hợp không tìm thấy thì chúng ta làm sao? Chúng ta sẽ colon tìm thấy giống như bài trên bằng for, và ở trong này nếu tìm thấy thì chúng ta sẽ làm hai việc. Một là chúng ta sẽ gán tìm thấy bằng true đó, và chúng ta xuống đây nếu trường hợp mà không tìm thấy thì thông báo rằng không tìm thấy nhân viên. Đã. Vậy đó là cái bài toán quen thuộc của chúng ta. À, cái phần này hồi nãy chúng ta test xong rồi, bây giờ không không cần nữa ha. Để tí nữa chúng ta sẽ vận dụng nó vào cái đoạn code của mình. Rồi, bây giờ nè, nếu mà trong trường hợp tìm thấy rồi thì chúng ta sẽ giải quyết cái gì? À, đã tìm thấy. Vậy bây giờ mình sẽ ghi một cái câu thông tin mà khác đã tìm thấy đi ha. À, cập nhật thông tin nhân viên.
Cập nhật thông tin nhân viên. Thứ nhất là chúng ta không cần kiểm tra đó là nhân viên hành chính hay không, bởi vì cho dù là nhân viên hành chính, nhân viên trưởng phòng, nhân viên tiếp thị thì chúng ta đều cần phải hỏi người ta cập nhật ba cái thông tin chung, ba cái thông tin chung. Cho nên chỗ này chúng ta cũng chẳng cần kiểm tra trước mà chúng ta sẽ hỏi người ta. Thứ nhất, xuất ra câu thông báo mã nhân viên. Bây giờ chỗ này nè, các bạn sẽ làm như vậy cho nó hay nhé. Mã nhân viên, bạn sẽ đưa cái mã nhân viên ra cộng với nv chấm get mã nhân viên để làm gì? Để làm gì? Để người ta kiểm tra lại đối với cái mã này có cần cập nhật hay không. Cập nhật thông tin nhân viên. Mình sẽ ghi cho người ta một câu thông báo, nhấn enter nếu giữ lại thông tin cũ ha, nhấn enter nếu giữ lại thông tin cũ, tức là đối với cái thông tin này chúng ta không cần cập nhật. Với cái mã nhân viên này, với cái họ tên này, với lương này, ví dụ vậy, chúng ta không cần cập nhật thì chúng ta sẽ giữ lại thông tin cũ, thì chúng ta nhấn enter. Đó là mình giới thiệu với cái người người sử dụng chương trình của mình như vậy để cho người ta biết. Vậy thì khi mình xuất cái thông báo ra, mình nói đây, mã nhân viên này nè, có cần cập nhật không? Nếu như không cần cập nhật thì người ta sẽ nhấn enter, người ta bỏ qua. Và mình sẽ khai báo một cái thông tin là mã nhân viên bằng scan chấm netline, nhập vào mã nhân viên. Mã nhân viên, mã nhân viên new đi ha, mình dọn chữ new đi tại vì mình khai báo mã nhân viên ở trên rồi. Mã nhân viên new tức là mã nhân viên cập nhật á. Bây giờ xuống đây mình sẽ kiểm tra nè, nếu như cái mã nhân viên new của mình á mà bằng mà chấm khổ trống nếu bằng vậy thì mình gọi là không cập nhật đi ha. Mình sẽ thử cái chỗ này. Còn không thì mình sẽ ghi thế này, nhân viên new bằng luôn đi đó. Mình sẽ thử chỗ này nhé, là không cập nhật, mình nhập một nhân viên thôi, sau đó thì mình sẽ chạy cái phần cập nhật và xem thử là nó đến đây hay không nhé. Còn không, còn không thì chúng ta sẽ xuất ra cần cập nhật. Đó, được chưa? Chúng ta chỉ chạy thử chỗ này cho các bạn thấy đi rồi bắt đầu mình xử tiếp. Đó. Mình làm từ từ, từng chút một, không vội, không nên vội gì cả. Bởi vì chúng ta viết, chúng ta phải biết là chúng ta đang viết gì. Chứ nếu như mà chúng ta viết theo code của ai đó mà chúng ta cứ thế chúng ta code và code đến một lúc mà nó lỗi, chúng ta cũng không hề biết là tại sao lỗi. Các bạn để hàng chục cái báo đỏ rồi các bạn mới sửa. No, đừng. Các bạn code cố gắng giúp thầy từ cái sườn. Và nếu như cái sườn của các bạn có lỗi là các bạn sửa ngay. Rồi, sửa hết lỗi đó, bắt đầu viết tiếp. Viết chức năng 1. Chức năng 1 có lỗi, sửa chức năng 1. Khi nào chức năng 1 hết lỗi thì mới viết chức năng 2. Chức năng 2 có lỗi, sửa. Khi nào mà chức năng 2 hết lỗi thì mới viết chức năng 3. Các bạn cố gắng như vậy nhé. Đừng bao giờ viết code từ dòng 1 đến dòng 500, sau đó sửa lỗi 5 ngày không xong nha. Chú ý giùm thầy. Như vậy chúng ta chọn chức năng 1.
chúng ta sẽ chọn chức năng nhân viên hành chính, chúng ta chọn mã nhân viên NV01, tên nhân viên Bình, lương 10, 123, 123 tức là 10 triệu, rồi có nhập tiếp 0, 0. Rồi chúng ta sẽ tìm chức năng số 5, cập nhật thông tin. Cập nhật thông tin tại sao chưa được ta? À, tại vì chức năng 5 hồi nãy chúng ta làm mà chúng ta đã gọi đâu? Chưa gọi. Chúng ta cập nhật thông tin này chúng ta chưa gọi nè. Chức năng 5 của mình chúng ta chưa gọi cái phần cập nhật thông tin. Đó. Chúng ta chưa gọi phần cập nhật thông tin, cái này là nó không chạy đúng rồi ha. Rồi, chúng ta chọn lại chức năng 1. Chúng ta nhập cho hành chính mã nhân viên NV01, họ tên là Bình, lương 10, 123, 123. Rồi, không. Và chúng ta chọn chức năng 5. Bây giờ người ta nói là cập nhật thông tin theo mã. Mã nhân viên cần cập nhật, ví dụ NV02, Enter, NV02, không tìm thấy nhân viên NV02. Rồi ok, chọn lại chức năng 5. Chúng ta chọn là NV01. Ok. Thì đây, chúng ta sẽ nghiên cứu cái chỗ thông báo nè. Cập nhật thông tin nhân viên, nhấn Enter nếu giữ lại thông tin cũ ha. Bây giờ người ta để là mã nhân viên NV01 đúng không? Nếu như bạn nhấn Enter thì nó sẽ báo là rồi ok, chúng ta xử lý cái chỗ này. Chọn chức năng 5. Mã nhân viên cần cập nhật NV01, NV02. Ok, thấy không? Không ổn rồi, thấy không? Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ phải kiểm tra bằng cái dấu Enter nha. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ đơn giản nhất. Bây giờ trong trường hợp này nè, thầy hướng dẫn các bạn như thế, bởi vì thực ra ở chỗ này chúng ta chưa biết là phải so sánh với cái gì để mà chúng ta xác định được là nếu như mà chúng ta nhấn Enter thì chuyện gì xảy ra, đúng không? Nếu như mà thầy hướng dẫn cho các bạn ngay thì quá dễ, nhưng trong trường hợp này đó, trong trường hợp này làm sao để nó nhảy vô không cần cập nhật đó, thì các bạn nên làm cho thầy đi bếp chữa này nha. Nhớ nhớ thầy dạy cái cho các bạn cái trần câu chứ không cho các bạn con cá nha. Nhớ là bây giờ thầy đang cho các bạn cái cần câu và chúng ta sẽ chạy ở đây với lại debug, chứ chúng ta không có, thầy không có đưa ra một cái kết luận ngay lập tức là bạn so sánh với cái gì. Nhớ nha, cố gắng làm sao mà với mỗi cái vấn đề mà mình không được hướng dẫn thì mình tự đào và tự hướng dẫn mình để mình giải quyết vấn đề. Đó mới là cái cần đối với người lập trình. Chứ còn nếu mà cái gì các bạn cũng chờ thầy hết thì có vẻ là không ổn. Được chưa? Nếu mà cái gì các bạn cũng chờ thầy hết thì không 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 ổn tí nào. Không nào. Rồi, chúng ta chọn chức năng 1. Chúng ta sẽ nhập thông tin của nhân viên này, NV01. Nhân viên là Bình. Chúng ta nhập số 10 cho nó nhanh nhé. Nhờ cập nhật không. Bây giờ chúng ta chọn chức năng 5. Bắt đầu nó sẽ cập nhật mã nhân viên, tức là nó đang chạy đến đây rồi nè, nó xuất ra cái câu này nè. Mình chạy cái bắt đầu nó chờ mình nhập nè. Đó. Nếu như mà mình chạy cái là nó bắt đầu chờ mình nhập ha, output control 4. Rồi chỗ này các bạn chọn là NV02 đi. Mình cố tình là không cập nhật đi thì nó ra cái gì? Không tìm thấy. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ chọn tiếp là chức năng 5. NV01 Enter. Đó, thấy chưa? Thấy nó vô đây chưa? Đây, nó vô đây nè. Bắt đầu chúng ta sẽ bấm đi tiếp nè. Đó, bấm đi tiếp nè, F8 nè. Thì chúng ta sẽ thấy ở bên cái này
nó hỏi mình à, cái mã nhân viên cần cập nhật là gì. Bây giờ mình nhỏ gõ vô đây NV02 đi, được chưa? Đó, NV02 tức là cập nhật theo cái nhân viên mới, enter. Mình coi thử nè, mã nhân viên của mình, mã nhân viên mới nè là NV02 thì dễ rồi đúng không? Mình so sánh cái NV02 này, mã nhân viên new NV02 thì tất nhiên nó không bằng null rồi, thì nó nhảy xuống đây cần cập nhật rồi. Ok, mình quay trở lại lại cái chương trình của mình, quay trở lại chương trình của mình chọn chức năng 5, cần cập nhật NV01. Rồi xuống đây, nó đang chờ mình để gõ phím nè. Mình nhấn enter ha. Cái NV new của mình nó bằng gì đây? Nó bằng cái string của NV new của mình nó sẽ có giá trị là gạch gạch. Đó, cho nên chỗ này mình không so sánh với null, mà mình sẽ so sánh với echo thử coi ha. Đó, mình so sánh với cái này. Vậy thì khi mình enter nó có nhảy vô đây hay không, được chưa? Rồi, như vậy khi mình debug mình đã thấy được cái giá trị của nó trong lúc mình enter. Như vậy ở chỗ này mình sẽ chọn chức năng 1, nhân viên 01, enter. Chúng ta chọn chức năng số 5, cần mã nhân viên cập nhật là nhân viên 01. Rồi nhờ nó hỏi là nhân viên 01 có cập nhật không, mình enter này, thấy chưa, không cập nhật đó. Mình thấy vấn đề chưa nào? Vậy thì bây giờ vấn đề của mình là mình sẽ làm gì ở đây? Vấn đề của mình là nếu như mà bỏ trống, tức là không nhập gì hết, thì chúng ta bỏ qua, nhớ nha, nhớ cái câu này rất quan trọng, không nhập gì hết thì bỏ qua, còn lại thì làm. Có nghĩa rằng nếu như mà không phải ký tự trống, không phải enter thì chúng ta làm, còn không thì không quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ ghi là cập nhật mã. Một mã nhân viên mới. Cập nhật mã nhân viên mới cộng với mã nhân viên new. Vậy cập nhật là làm gì? Cập nhật là các bạn sẽ lấy cái nhân viên này chấm set mã nhân viên với cái mã nhân viên mới. Đó, được chưa nào? Rồi, như vậy là mình đã cập nhật xong cái mã nhân viên. Nếu như mã nhân viên này mà khác, enter thì cập nhật, còn không bỏ qua. Bỏ qua tức là không làm gì hết, được chưa? Bỏ qua tức không làm gì hết. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ xịt n cái đi ha, chúng ta xịt n cái cho nó đẹp. Tiếp tục chúng ta sẽ cập nhật tên nhân viên. Tên nhân viên hai chấm, chúng ta cũng cộng cái nhân viên chấm get họ tên, rồi cộng với đó mình thông báo cho người ta biết là cái tên nhân viên này cần cập nhật không ha. Rồi mình cũng tạo một cái string mới là họ tên new, họ tên new bằng scan chấm
Netline. Rồi xuống dòng mình cũng kiểm tra, nếu như mà họ tên new, nếu họ tên new chấm bằng với khoảng trống thì làm gì, thì chúng ta sẽ xuất ra một cái câu là cập nhật tên nhân viên mới cộng với tên, cộng với họ tên mới đó. Rồi chúng ta làm gì nữa, nhân viên nv chấm set họ tên bằng họ tên mới. Được chưa? Rồi tương tự như vậy, tương tự như vậy, rồi tí nữa chúng ta sẽ có một cái vấn đề về chỉ số, cái vị trí cập nhật nữa ha. Chúng ta sẽ có một cái vị trí cập nhật, tại vì hiện nay chúng ta chưa chưa có bắt cái vị trí cập nhật, thành ra chúng ta chưa biết là phải cập nhật vô đâu, đợi tí ha. Rồi chúng ta sẽ đưa ra tiếp một cái câu thông báo khác, lương nhân viên. Cộng với nv chấm get lương, rồi chú ý chỗ này nè, nếu như mà các bạn khai báo lương là double thì các bạn sẽ không không thể mà enter, không thể mở ra được nha. Nếu mà bạn khai báo kiểu lương là double thì bạn không hề bỏ qua được, nhớ chỗ này giùm thầy nè. Như vậy thì ở chỗ này các bạn phải khai báo nó là kiểu string để bạn mới nhấn enter bỏ qua được. Rồi sau đó mình kiểm tra, nếu mà cái enter này nó không phải là rõ thì chúng ta sẽ chuyển đổi từ cái chuỗi sang kiểu double ha, chú ý chỗ này, chuyển cái chuỗi thành sang kiểu double, còn nếu không thì thôi, được chưa? Và chúng ta sẽ chú ý ở chỗ này là chúng ta bỏ qua trường hợp người ta nhập lương là những ký tự, bỏ qua chỗ này nhé, coi như dữ liệu nhập vào là đúng. Rồi, như vậy chú ý chỗ này nè. Nếu như mà các bạn cập nhật lương mà các bạn để kiểu double thì khi mà các bạn double các bạn enter là nó cứ xuống enter enter enter, nó không bao giờ bỏ qua. Ha, cho nên là chúng ta sẽ mượn kiểu string luôn nha. Các bạn đừng 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 có nhìn thấy string là các bạn bỡ ngỡ nha, tại nhắc trước là mình cũng dùng kiểu string lương mới. Nhớ nha. À bằng scan chấm netline luôn. Và xuống này mình cũng kiểm tra, nếu như lương mới chấm, nếu như lương mới mà không khoảng trắng thì chúng ta sẽ, nếu như lương mới rồi chúng ta sẽ làm gì, xuất ra
xuất ra câu thông báo cập nhật lương mới, cập nhật lương mới cộng với lương new vào. Rồi, nhân viên chấm xét lương, chỗ này chú ý nhé, xét lương chúng ta sẽ dùng kiểu double bạn double lương lương và double lương new. Đó, chúng ta sẽ chuyển cái kiểu lương đó qua kiểu double và chúng ta đưa vào set lương, được chưa? Đó, như vậy thì ở chỗ này chúng ta sẽ xem thử là nếu như mà cái nhân viên tiếp thị thì chúng ta cập nhật thêm doanh số với lại phê hồng, nhân viên trưởng phòng thì chúng ta cập nhật thêm chức vụ, còn nếu như là nhân viên hành chánh thì đến đây là chúng ta đã xong, được chưa? Không cần cập nhật nữa, chú ý nè, nếu như là nhân viên hành chánh thì chúng ta không cần cập nhật nữa mà chúng ta sẽ update luôn, nhưng ở đây chúng ta có thể là nhân viên trưởng phòng, có thể là nhân viên tiếp thị, không? Cho nên chỗ này mình sẽ kiểm tra, nếu cái nhân viên này instance of trưởng phòng thì chúng ta sẽ cập nhật thêm một cái nữa là lương chức vụ, được chưa? Nếu như là trưởng phòng thì chúng ta sẽ cập nhật thêm là chức vụ. Nhân viên chấm get, không, chỗ này thiếu nè, get lương chức vụ. Get lương chức vụ, như vậy thì ở chỗ này chúng ta chú ý nha, nếu như trưởng phòng thì get lương chức vụ là không 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 có rồi, nó không có cái lương chức vụ để mà mình get ra. Nhưng mà mình coi bên trưởng phòng này có cái phương thức get chưa? Đó. Có get thu nhập. Get thu nhập nhập. Rồi, trách nhiệm. À, quên, lương trách nhiệm. Mình chưa có cái phương thức get trách nhiệm. Mình sẽ insert code vô. Get set trách nhiệm. Ok. Bây giờ ở đây mình coi thử mình có get được hay không. Get get trách nhiệm, ok ha, à, nó ép kiểu qua luôn, thấy hay không? Nó ép cái kiểu trưởng phòng qua để cho mình get được trách nhiệm, nó hay là nó hay chỗ đó lắm em. Mình kế thừa mình không làm nó vẫn làm cho mình, nên là nó ép kiểu, ép cái nhân viên bình thường là nhân viên, nó ép kiểu trưởng phòng thì kiểu trưởng phòng mới có get trách nhiệm đó. Như vậy chỗ này mình sẽ không phải là lương chức vụ mà là trách nhiệm. Lương trách nhiệm hay hơn ha, lương trách nhiệm đó. Rồi chúng ta sẽ xem thử là đối với lại cái lương trách nhiệm này chúng ta có cần phải cập nhật không. À, đối với lương trách nhiệm này chúng ta có cần phải cập nhật không. Rồi, chúng ta xuống đây, chúng ta sẽ scan string trách nhiệm. New bằng scan.netline, nhớ nha. Tại sao là lương mà mình lại khai báo kiểu string nha. Xuống đây chúng ta sẽ kiểm tra nhiệm chấm equal
Nếu như trách nhiệm mà không bằng Enter thì chúng ta sẽ thông báo cho người ta là cập nhật trách nhiệm mới. Cập nhật lương trách nhiệm mới cộng với trách nhiệm nêu. Và chú ý nó chuyển tiếp nè. Nhân viên chấm xét trách nhiệm. Chú ý nha, chú ý nha. Enter. Hay chưa? Hay chưa? Bây giờ kiểu double này chúng ta cũng chuyển but trách nhiệm nêu. Được chưa? Hay là hay chỗ đó nha. Bởi vì cái xét trách nhiệm này nó chỉ nằm trên trưởng phòng, chứ đối với nhân viên mình khai báo là nhân viên thì nó không hề có cái phương thức là xét trách nhiệm, cho nên nó phải ép kiểu qua. Chú ý chỗ này, ép kiểu qua. Như vậy thì chúng ta đã xong trưởng phòng rồi. Bây giờ chúng ta xuống chúng ta kiểm tra. Còn không phải, nếu như nhân viên là tiếp thị, à, nếu là nhân viên là tiếp thị thì chúng ta cập nhật thêm hai thông tin nữa. Chúng ta cần cập nhật thêm hai thông tin nữa, đó là thông tin gì ta, doanh số và hoa hồng. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ ghi là doanh số hai chấm cộng với nhân viên chấm get chưa có doanh số, chưa có doanh số. Vậy thì chúng ta lại tiếp tục đi qua phần tiếp thị. Chúng ta sẽ insert code ở đây. Insert code get set ở đây. À, sẽ doanh số và hoa hồng vào. Chúng ta sẽ tạo nó ra. Rồi đi qua quay trở lại chương trình chính của chúng ta. Chúng ta sẽ get doanh số. Nhớ nhìn nó chuyển kiểu tiếp nha. Get doanh số nó chuyển kiểu thành tiếp thị. Nó ép cái kiểu nhân viên thành kiểu tiếp thị mới dùng được phương thức get doanh số. Rồi, ok. Rồi. Chúng ta cũng tương tự. Chúng ta cũng string doanh số new bằng scan.net line nếu như doanh số new chấm equal. Mình làm này cho nó quen nha, mình dùng cái phương thức so sánh ở dưới cho nó quen, chứ còn bạn dùng equal không cũng được, không còn cái case ha, không cần, nhưng mà mình dùng vậy cho nó quen. Nếu trường hợp như vậy thì chúng ta thông báo với người ta rằng chúng ta đang cập nhật doanh số mới. Cập nhật doanh số mới. Và chúng ta sẽ cộng vô đây cái doanh số mới cho người ta biết. Vậy cập nhật cái gì? Là đối với lại nhân viên này chúng ta sẽ set 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 doanh số double và doanh số mới. Đó, rồi đối với doanh số chúng ta đã cập nhật xong. Rồi, chúng ta sẽ thông báo tiếp cho người ta rằng cập nhật hoa hồng. Cập nhật hoa hồng, xuất cái hoa hồng ra cho người ta thấy là hoa hồng của bạn này là bao nhiêu. Nè, xuất cái hoa hồng ra để cho mọi người thấy là hiện nay là hoa hồng bao nhiêu. Có cần cập nhật không? Trên hoa hồng. Hoa hồng new bằng scan.net line. Nếu cái hoa hồng new chấm cái khuôn thì
chúc ngay cho người ta biết là mình đang cập nhật hơi hồng. Cập nhật khoe hồng cộng với khoe hồng điều rồi nhân viên chấm set khoe hồng double và khoe hồng điều. Rồi như vậy là chúng ta đã cập nhật xong tất cả những thông tin ha, muốn cập nhật cái gì cập nhật, còn không cập nhật thì bỏ qua. Nhưng mà bây giờ sau khi mà chúng ta đã có được thông tin rồi, chúng ta đã lấy được rồi, vậy bây giờ sao biết mà cập nhật ở đâu đây, sao biết cập nhật chỗ nào hả? Cái này là end dòng for nè. Đối với relic khi chúng ta cập nhật thì chúng ta sẽ set nhân viên, nhưng mà set thì chúng ta phải biết vị trí của nhân viên đó ở đâu mà chúng ta set chứ, chứ còn nếu mà không biết vị trí sao set, đúng không? À, kết thúc cái việc mà chúng ta tìm thấy này nè, kết thúc việc tìm thấy nè, khi tìm thấy nhập hết các thông tin rồi, cập nhật rồi thì chúng ta phải phải biết đường để cập nhật chứ. À, ngay chỗ này nè, ngay chỗ này chúng ta phải 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 cập nhật nhật nhân viên mới vào Raylist đó. Như vậy cập nhật vị trí nào mình đâu biết, cập nhật vị trí nào. Bây giờ mình giả sử nha, nếu như mà nhân viên đó ở vị trí đầu tiên thì nó là vị trí số 0. Đó, nếu tìm thấy thì nhân viên đó là ở vị trí đầu tiên. Còn giả sử không tìm thấy thì nó quay lại một lần nữa và nó xuống là nó lên vị trí thứ một và nhân viên tiếp theo. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ có một cái biến là index bằng 0, và ở đây index bằng 0 index bằng 0 thì chúng ta sẽ, nếu như mà tìm thấy nhân viên thì chúng ta sẽ cập nhật và chúng ta thoát, còn nếu không tìm thấy thì tăng cái index lên thành 1 rồi chạy tiếp. Nếu tìm thấy thì index là 1 và cập nhật, còn không thì tăng ha. Như vậy chỗ này nếu mà tìm thấy thì chúng ta cập nhật, còn không thì chúng ta sẽ index cộng cộng đó. Còn chỗ này chúng ta cập nhật thì cái ARR nhân viên này chúng ta sẽ chọn là set set index nhân viên đó, được chưa? Giả sử như vào là nó tìm thấy nhân viên ngay thì index là 0. À, sau khi cập nhật hết thông tin rồi thì nó sẽ set index nhân viên là ngay vị trí 0. Còn nếu như mà vị trí 0 mà không tìm thấy, nó tìm đến thì nó sẽ tăng. Nó tăng thì nó sẽ tìm đến tiếp theo. Ok, mình thử nha. Mình thử chỗ này. Như vậy mình sẽ nhập vô một số nhân viên để mình chạy thử. Đó, nhập vô một số nhân viên để mình chạy thử. Ok, cần phải biên dịch. Rồi, ok. Chọn chức năng 1, mình sẽ nhập cả 3 loại nhân viên. Nhân viên thứ nhất, mình chọn hành chính, mã nhân viên là A. Tên nhân viên là A. Lương nhân viên là 1. Tiếp tục không? Có.
chọn loại thứ hai, mã nhân viên là B. Nãy mình quên quên để hành chính cho dễ. Tên nhân viên là B, lương là 2, trách nhiệm là 2. Rồi tiếp tục, nhân viên thứ ba là tiếp thị, mã nhân viên là C. Tên nhân viên là C, lương là 3, doanh số là 3, hoa hồng là 3. Không, bây giờ mình sẽ cập nhật cho nhân viên 2 đi ha. Chọn chức năng 5, mã nhân viên cần cập nhật, tức là nhân viên 2. Nhân viên thứ hai là nhân viên là B. Mã nhân viên là B, enter. Đó, ở đây enter, nếu giữ lại thông tin cũ thì mã nhân viên là B, mình enter mình không cập nhật ha. Tên nhân viên là B, không cập nhật. Lương nhân viên là 2, mình cập nhật lên thành 22, đúng không nào? Danh trách nhiệm mình không cập nhật, mình enter luôn. Bây giờ mình sẽ chọn chức năng 2 để mình xuất lại thông tin xem thử nó có đúng như vậy không. Chức năng 2, đây mình bị dư một cái. Xuất nhân viên ngay chỗ xuất mình dư, bữa hôm trước mình xuất dư mình quên bỏ. Nhân viên A, tên A, thu nhập là 1, thuế thu nhập là 0, lương là 1. Ok. Đối với lại nhân viên B, tên không đổi, không đổi, thuế thu nhập có khác nè, thuế thu nhập đây, lương mình mới thay đổi là 22 nè, trách nhiệm mình vẫn giữ nè. Nhân viên C thì lương 3, doanh số 3, hoa hồng 3, không thay đổi, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ chọn chức năng 5, mình mã nhân viên cập nhật là C. Đó, bây giờ mã nhân viên C cập nhật không, không. Tên nhân viên C mình cập nhật là Trinh, tên nhân viên mình đổi nè. Rồi lương nhân viên là 3, không đổi. Rồi, doanh số 3 mình đổi thành 33. Huê hồng là 3. Huê hồng tại sao nó xuống dòng biết không? Mình quên bỏ LN. Huê hồng là 3, mình đổi thành 333. Enter rồi xuất. Đây, cái bạn B là lúc nãy bình thường nè. Bây giờ bạn C nè. Tên mã là C. Tên mình đổi lại thành Chinh nè. Lương không đổi nè. Doanh số 33 nè. Huê hồng 333. Như vậy các bạn thấy là cái việc mà mình cập nhật thông tin cho cái bạn này rất là thuận tiện ha. Đó, đó, mã nhân viên. Cái trên này mình ghi rất là rõ ràng nè. Chức năng 5 nè. Mã nhân viên là C nè. Cập nhật thông tin. Enter. Mã nhân viên là C, bỏ qua nè. C nè. Đổi thành Trinh nè, thì mình ghi là cập nhật họ tên nhân viên mới là Trinh nè. Lương nhân viên là 3. Bỏ qua thì không có vấn đề gì hết, không nói gì hết. Doanh số là 3, mình gõ số mới là 33. Thì nó nói là cập nhật doanh số mới là 33 nè. Huê hồng là 3. Mình gõ là huê hồng mới là 333 thì nó nói là cập nhật huê hồng là 333. Đó, rõ ràng ha. Một cái bài mình chạy thông tin rất là rõ ràng. Mình làm gì là mình kể đó. Được thế nào? Như vậy thì mình quay trở lại cái chỗ xuất. Nó xuất dư cái này nè, nhìn nó rối mắt nè. Như vậy cái chỗ nhân viên mình coi thử là cái xuất của nó. Tiếp thị xuất, xuất super xuất, cái xuất của mình chỗ nào mà nó bị ấy ta, xuất xuất để coi thì cái xuất của mình nó bị cái gì mà nó nhập danh sách nhân viên, xuất danh sách nhân viên. Ở đây
Superclass này, do hôm trước mình thử là Superclass ra cho nên nó thừa, nhìn nó kỳ quá, được không? Đó, như vậy thì các bạn thấy là cái thông tin sức mình bỏ cái này đi. Ừ. Được chưa? Rồi, ok. Như vậy nếu cần thì chỗ này mình xuất cái gạch ra đi. Xuất cái gạch ra. Đó. Rồi. Như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong cái chức năng tiếp theo là chức năng cập nhật thông tin, và chức năng số 6 tìm nhân viên theo khoản thu nhập từ bàn phím. Thấy chưa? Đó, thì bàn phím. Như vậy thì các bạn sẽ chức năng số 6 mà mình sẽ nhập một cái khoản lương min, khoản lương max, và chúng ta for, chúng ta tìm thôi. Chuyện này rất là dễ. À. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cập nhật một cái chức năng mới. Rồi chúng ta sẽ rồi tìm theo khoản lương, tìm theo khoản lương ha, theo cái đề tìm theo một cái khoản lương được nhập theo bàn phím. Vậy thì cái của chúng ta cũng sử dụng một cái array list. Rồi, được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhập vào cái bảng lương ha. New. Chấm in. Rồi. Tìm theo khoản lương. Bây giờ ở chỗ này các bạn sẽ khai báo double lương min bằng double chấm bằng double scan chấm netline. Lương nhỏ, khoản lương cần tìm. Khoản lương cần tìm. Lương minh. Double lương minh. Lương match. Là đó là lương mát ha. Rồi chúng ta sẽ tìm trong cái khoản này, nếu có thì xuất ra. Ho nhân viên NV 2 chấm array list nhân viên, nếu nếu có hai trừ cả hai xảy ra, nếu như người ta nói là tìm trong khoản gì, khoản lương đúng không? Như vậy nếu mà nhân viên chấm get lương lớn hơn hoặc bằng lương min và nhân viên chấm ghét lương nhỏ hơn hoặc bằng lương max thì
Nhân viên thì nhân viên chấm xuất rồi, thế nhưng mà có tìm thấy cái khoản lương thì xuất ra. Rồi bây giờ chỗ này chúng ta cũng làm thêm một cái nữa, kiểm tra thử là nếu không tìm thấy thì sao. Đó, không tìm thấy. Nếu như tìm thấy. Đó, tìm thấy. Bằng trừ. Nếu không tìm thấy thì sẽ xuất ra cái câu. Không tìm thấy nhân viên hoặc điều kiện lương, điều kiện lương từ lương min đến lương max được chưa? Đó, như vậy thì các bạn thấy là tìm thấy và không tìm thấy quá dễ đúng không? Rồi cái tiếp theo sắp xếp nhân viên theo họ tên. À, sắp xếp nhân viên theo họ tên. Đây, chúng ta sẽ viết cái phương thức so sánh ở đây. Sắp xếp nhân viên theo họ tên. Tăng dần hay giảm dần ta? Nhân viên theo họ tên. Nếu như mà các bạn sắp xếp như thế này. 0, 1, so sánh 0, 1 là tăng dần. Nếu như mà các bạn sắp xếp các bạn đảo này lại thành 1, 0 là giảm dần. Thế thôi, nha. Đó, sắp xếp nhân viên tăng dần hoặc giảm dần. Rồi xuống đây chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên theo thu nhập. Chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên theo thu nhập. Sắp xếp nhân viên theo thu nhập. Thu nhập thì chỗ này các bạn sẽ không phải là get họ tên nữa mà các bạn sẽ get thu nhập. Đó. Các bạn sẽ so sánh với get thu nhập. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ thử nè. Rồi chúng ta đang chỗ này tìm theo khoản, tìm nhân viên theo khoản lương thì mình sẽ là tìm nhân viên theo khoản lương chấm phẩy. Chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên theo họ tên. Rồi chỗ này sắp xếp theo thu nhập. Rồi ok, sắp xếp thu nhập này là tăng dần nha. Rồi bây giờ nè mình sẽ sắp xếp thu nhập cao nhất. Đó, chú ý cái chỗ chức năng chính nè, mình sẽ viết chức năng chính luôn nha. Viết chức năng chính thu nhập cao nhất. Như vậy chức năng chính mình sẽ thử ở đây. Rồi trước tiên thì mình sẽ xuất thu nhập cao nhất. Top 5 thu nhập. Top 5 thu nhập. Rồi như vậy bạn muốn xuất top 5 thu nhập thì bạn sẽ sắp xếp nó cái này. Sắp xếp thu nhập cái này. Sắp xếp
thu nhập. Rồi, đó là chúng ta đã sắp xếp thu nhập giảm dần. Và bây giờ chúng ta sẽ for int y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn 5. Hoặc là trường hợp là y nhỏ hơn chấm sai, một trong hai trường hợp ha, thì sẽ thoát đó, một trong hai trường hợp thì sẽ thoát. Rồi chúng ta sẽ lấy xuất nhân viên ra. Nhân viên chấm xuất, à ở đây chúng ta không có nhân viên mà chúng ta sẽ get cái nhân viên này ra, get nhân viên thứ y ra chấm xuất. Rồi ok, pop 5 thu nhập ha. Nếu trong trường hợp mà số lượng nhân viên lớn hơn 5 thì nó chạy đến 5 nó dừng, trong trường hợp số lượng nhân viên nhỏ hơn 5 thì nó chạy đến sai nó dừng. Đó, một trong hai điều kiện, có một điều kiện nào đó sai thì nó sẽ thoát. Rồi chúng ta sẽ chạy chương trình thử ha. Chúng ta sẽ xuất top 5 thu nhập, xuất top 5 thu nhập, xuất top 5 thu nhập. Ok, chạy thử nào, sai thì sửa nha. Viết tốt thì chưa chắc là chúng ta viết là nó hoàn hảo đâu, mà chúng ta sẽ cứ viết, viết xong rồi chúng ta thử thôi, không đâu có gì đâu, tốt mà. Được chưa nào? Chọn chức năng 1, chúng ta sẽ đổi đi, chúng ta chọn nhập số 2 trước, mã nhân viên là nhân viên số 2 là TP. Mình giả sử để cho mình nhận diện cái nhân viên này cho nó dễ, là TP là trưởng phòng á. Nhưng mà thường ở trong công ty đó mấy em, đối với nhã mã nhân viên người ta sẽ đánh mã đồng bộ từ tổng giám đốc cho đến người nhân viên thấp nhất, là ví dụ như là bảo vệ chẳng hạn, hoặc là lao công chẳng hạn. Tất tần tật mọi cái người ta đều đánh một cái mã giống nhau hết. Bởi vì sao? Bởi vì một người lao công có thể một ngày mai người ta lên người ta làm nhân viên, và ngày mốt người ta lên làm trưởng phòng, và ngày kia người ta lên người ta làm phó giám đốc, và ngày kia người ta lên làm giám đốc. Đó là chuyện bình thường đúng không nào? Đó, giám đốc giải nhân viên và cái kết đó các bạn thấy được chưa? Như vậy thì cái mã nhân viên thường người ta sẽ đánh đồng bộ hết tần tật từ tổng giám đốc cho đến người có chức vụ thấp nhất trong công ty, chứ không có ai mà đánh mã riêng hết chân. Nhưng mà mình gõ mã khác để mình dễ nhận diện thôi ha. Rồi trưởng phòng 01, anh nhân viên anh trưởng phòng này tên là Hùng, nhân viên trưởng phòng này tên là Hùng, lương của anh này là 10 triệu, tiền trách nhiệm của anh này là 5 triệu. Rồi có tiếp tục không? Enter. Nhân viên tiếp theo là nhân viên tiếp thị, mã nhân viên là TP 0102 đi. Hoa. Lương nhân viên bạn này là 15 triệu. Huê Hồng, doanh số bạn này là 6 triệu. Huê Hồng, bạn này là 2 triệu. Có. Và nhân viên số 1, mã nhân viên này là hành chánh 03, tên nhân viên là Trinh. Đó, lương nhân viên bạn này là 9 triệu. Hết. Không. Nhiệm vụ thứ hai của mình là xuất danh sách ra khi chưa sắp xếp gì cả. Rồi, ok, mình sẽ có trưởng phòng 1 tên là Hùng, thu nhập 15 triệu, lương là 10 triệu, 10 cộng với lại 5 là 15,
Thuế bạn này là 1,8 triệu ha, các bạn coi lại thuế 1,8 triệu. Rồi bạn này là tên là Hoa, lương 15 triệu, doanh số 12, được chưa? 15 cộng chỗ này là 6 triệu, cộng chỗ này là 2 triệu. Đó, thì các bạn tính ra là 23 triệu. Đóng thuế là đây. Rồi người thứ ba thu nhập là 9 triệu. Là do lương ở đây. Thuế là 10%. Rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ tìm và hiển thị nhân viên xong rồi. Xóa nhân viên xong rồi. Cập nhật nhân viên xong rồi. Tìm nhân viên theo khoản lương. Chú ý là lương nha. Lương thôi. Như vậy chỗ này lương bạn này là 9 nè. Lương bạn này là 15 nè. Lương bạn này là 10 nè. Như vậy thì mình sẽ tìm thu nhập. Tìm thu nhập từ bạn này là 9, 9 triệu rưỡi đi ha, 9 triệu rưỡi, 9 triệu rưỡi đến 20 triệu thì sẽ có hai bạn này, 9 triệu rưỡi đến 20 triệu. Ok, còn không thì mình sẽ tìm từ 9 triệu rưỡi đến 11 triệu đi, thì có một bạn một ha, 9 triệu rưỡi đến 11 triệu. Ok, mình sẽ chọn chức năng số 6. Lương minh 9 triệu 500. Lương mát là 11 triệu. Ok. Đây. 9 triệu 500. Tìm thấy một bạn này ha. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ sắp xếp nhân viên theo họ tên. Bây giờ mình xuất lại lần nữa đi. Nhân viên của mình là trưởng phòng. À, chỗ này mình bị ghi sai rồi. Cái bạn Hoa này là tiếp thị mà mình ghi là TP luôn. Ok. Rồi, chỗ này là bị bậy rồi ha. Bây giờ mình sửa đi. Mình sửa cái bạn nhân viên số 2 này nè, đổi tại vì mình nhập nhầm nè, có cơ hội để mình chạy chức năng sửa nè. Như vậy bạn TB số 2 thì nó là TT mới đúng nha. Ok, hay quá, mình đã nhập sai, bây giờ mình sửa nè. Cập nhật nhân viên số 5. Mình sẽ cập nhật là TB02. TB02. Bạn này TB02 nó là TT02 mới đúng, đúng không? TT02. Tên là Hoa bỏ, lương nhân viên bỏ, doanh số bỏ, thuê hồng bỏ, chọn chức năng 2. Đây, TT02 Hoa. Ok, mình đã xong nha. Bây giờ mình chọn tiếp chức năng số 7. Chọn chức năng số 7. Rồi, sắp xếp nhân viên theo họ tên. Bây giờ mình chọn chức năng số 2, mình xuất lại. Sắp xếp nhân viên theo họ tên. Như vậy TT là trước nè. TP nè, HC nè. Đó, theo họ tên. Bây giờ mình sẽ coi thử là TT, TP và HC. Vậy nó sắp xếp giảm dần ha. Rồi, bây giờ mình sẽ sắp xếp theo thu nhập là số 8. Sắp xếp theo thu nhập số 2. Mình coi thử là cái nào xếp trước. Thu nhập của bạn hành chánh 03 là ít nhất nè, xếp trước nè. Lấy bạn này 15 nè, lấy bạn này 27 nè ha. 15 27 đó. Rồi bây giờ mình chọn chức năng 8 rồi để coi nó có thay đổi không. Chức năng 8 nè. Chọn chức năng 8 xong rồi chức năng 2 nè, hành chánh nè, trưởng phòng nè ha. Đó, chọn chức năng 8. Mình thấy là nó đã thay đổi rồi đó. Chức năng 9 nè. Thay đổi nè. Chức năng 9 nè. Mình có 3 nhân viên thì nó xuất là 3 nhân viên cao nhất là đúng rồi. Bây giờ mình cập nhật thêm 3 nhân viên nữa nha. 3 nhân viên nữa, chọn chức năng 1, mình cập nhật thêm 3 nhân viên nữa. Chức năng 1, mình chọn mã nhân viên của đồng chí này là hành chánh 04 đi để cho nó khỏi đụng.
đây nhân viên người là tan lương nhân viên 7 triệu. Và tiếp theo là trưởng phòng, mã nhân viên là trưởng phòng 06. À, tên nhân viên Linh, lương nhân viên 12 triệu 123 123, trách nhiệm 1 triệu 1123 123. Có, tiếp tục bạn thứ ba là tiếp thị, mã nhân viên, tiếp thị TT 08. Rồi tên nhân viên An, lương nhân viên 4 triệu 123 123, doanh số 1 triệu 123 123, phê hồng 500 12 123. Rồi bây giờ chúng ta không nhập nữa, chúng ta sẽ xuất danh sách ra. Chúng ta xuất danh sách ra, chúng ta sẽ thấy là 1 nè, 2 nè, 3, 4 nè, 5, 6. Chúng ta có 6 người, đúng không nào? Đó, bây giờ chúng ta sẽ sắp xếp theo tên đi. Sắp xếp theo tên đi ha. Sắp xếp theo họ tên nè, số 7 nè. Rồi chọn số 2 lại nè. Coi từ ai được sắp trước nè. Bạn An được sắp trước nè, đến bạn Hoa nè, đến bạn Hùng nè, đến bạn Linh nè, đến bạn Sang nè, đến bạn Trinh ha, sắp xếp theo tên ha. Rồi sắp xếp theo thu nhập số 8 đi. Thu nhập đó thì bạn An này là thu nhập là thấp nhất nè. Đó, đến bạn Sang, đến bạn Trinh, đến bạn Linh, đến bạn Hùng, rồi đến bạn Hoa thu nhập cao nhất, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ xuất top 5 nè. Top 5 là chức năng chính nè. Đó, bạn nào cao nhất? Bạn Hoa cao nhất nè, đến bạn Hùng nè, đến bạn Linh nè, đến bạn Trinh nè, bạn Sang nè, bạn An là người thứ 6, bỏ qua. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được cái bài assignment môn Java 1. Thì trong này đối với lại môn Java 1 chúng ta làm còn một số vấn đề mà chúng ta chưa bắt hết ngoại lệ. Do nên là các bạn cần hết sức chú ý chấp nhận ha, chấp nhận một số cái vấn đề chứ không phải là chúng ta cần sự hoàn hảo. Cái gì chúng ta cũng yêu cầu là chưa cần thiết đối với những bạn bình thường. Còn đối với những bạn mà kha khá thì chúng ta nên đặt những cái điều kiện mà chúng ta đặt những điều kiện mà chúng ta sẽ làm cho cái bài mình nó có nhiều cái ràng buộc ngoại lệ, mà khi mà người dùng cái chương trình của mình người ta sẽ tránh những trường hợp mà nhập liệu sai, được chưa? Đó là cái sự chức năng phát triển cho cái chương trình của mình. Thì hy vọng là qua clip của thầy các bạn sẽ, cho dù là mình học xong cái môn Java 1 mình đã pass được rồi, nhưng mà các bạn cũng xem lại. Thầy hy vọng là nó có những cái yếu tố hay để mà các bạn phát triển thêm cho cái phần lập trình của mình nha. Ok, chào tạm biệt các bạn.